Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới và bỗng thiếu rượu. Mẹ Chúa Giêsu nói với người họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ: Hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu? Giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc: Hễ người bảo gì thì phải làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: Hãy đổ nước đầy các chum. Và họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu. Ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang mà nói: Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông lại giữ rượu ngon tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ người tin người. Đó là lời Chúa. Mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp sắc, làm thành vườn hoa. Vườn hoa muôn sắc tươi xinh, làm thành vườn hoa, vườn hoa, vườn hoa chúng mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là lời của một cái bài hát sinh hoạt. Và cái lời của cái bài hát này làm cho con có một cái cảm nghiệm về cái hình ảnh cũng như là tâm tình của tất cả quý ông bà anh chị em đến với mẹ Fatima Bình Triệu ngày hôm nay. Mỗi người chúng ta là một cành hoa cùng đem về đây để làm thành cái vườn hoa của đức tin, vườn hoa của đức cậy, vườn hoa của những người con cái yêu mến mẹ Maria, yêu mến Thiên Chúa. Chắc chắn quý ông bà anh chị em cũng nhận ra rằng do ảnh hưởng bởi sự giãn cách vì dịch bệnh nên năm nay chúng ta không thể quy tụ đông đảo như mọi năm để cùng nhau tôn vinh mẹ. Thế nhưng tất cả những gì mà chúng ta có thể thấy từ sáng đến giờ, những người từ muôn phương đến với mẹ, hay tất cả những anh chị em ở trong giáo xứ ngày hôm nay hy sinh thời gian để phục vụ, để cho tất cả chúng ta có một cái ngày lễ bình an, thuận lợi, tất cả những điều đó là dấu chỉ, là tất cả tấm lòng của mỗi người chúng ta dâng lên mẹ. Chúng ta dâng lên mẹ cái đóa hoa lòng của từng người chúng ta nhân cái ngày đặc biệt của mẹ. Chúng ta dâng lên mẹ tất cả những bông hoa của mỗi người chúng ta trong cái tháng năm, tháng kính Đức Mẹ. Và chúng ta cũng dâng lên mẹ tất cả những tâm tư, nguyện vọng của mỗi người chúng ta, kể cả những cái khó khăn mà mỗi người chúng ta đang vấp phải. Bởi vì chúng ta tin chắc rằng
Mẹ là người đầy lòng quảng đại, đầy lòng xót thương, và mẹ là đấng có uy tín nhất, là người có thể chuyển cầu hữu hiệu nhất cho mỗi người chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hoàn toàn vững tin điều đó khi chúng ta đọc lại cái trang tin mừng ngày hôm nay. Tin mừng chúng ta vừa nghe cho chúng ta thấy cái quyền năng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Ngài có thể hóa nước thành rượu. Điều đó có nghĩa là với Chúa Giêsu Ngài có thể biến cái tình huống đầy khó khăn, đầy trắc trở trở thành một cái tình huống tràn đầy niềm vui, niềm hy vọng. Cho dẫu khi chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với mẹ, giờ của con chưa đến, cái việc đó có liên quan gì đến con và mẹ? Kính thưa quý ông bà anh chị em, giờ của Chúa Giêsu chưa đến. Cái giờ mà Ngài muốn nói ở đây là cái thời khắc mà Thiên Chúa bày tỏ cái quyền năng của Ngài một cách trọn vẹn, một cách viên mãn. Và cái thời khắc đó chính là cái cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Mặc dầu giờ chưa đến, nhưng Chúa Giêsu vẫn sẵn sàng ra tay hành động, sẵn sàng thể hiện cái quyền năng để cứu nguy, để nâng đỡ, để chia sẻ, để gánh vác, để giải cứu những cái lo toan bất trắc mà con người gặp phải, mà con người không thể lường trước được, giống như chúng ta nghe ở trong cái câu chuyện tiệc cưới Cana. Vì thế ngày hôm nay chúng ta đến với mẹ trong cái tâm tình của một người con, của một người lữ hành đức tin, của một người đang sống đức tin giữa đời. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng, cậy trông vào cái lời chuyển cầu của mẹ. Và ngày hôm nay mẹ cũng mời gọi mỗi người tín hữu chúng ta, hãy vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa, hãy tin vào Đức Giêsu, con yêu dấu của mẹ. Thế nào là tin vào Đức Giêsu? Làm thế nào để diễn tả cái lòng tin của mỗi người chúng ta vào Thiên Chúa, vào Đức Giêsu, con một Thiên Chúa? Và làm thế nào để mỗi người chúng ta có thể làm vui lòng mẹ khi chúng ta chạy đến với mẹ Maria để dâng lên mẹ tất cả những tâm tư nguyện ước của mỗi người chúng ta? Để rồi mỗi người chúng ta xứng đáng đón nhận được ơn an ủi, đón nhận được ơn tha thứ, đón nhận được tình thương, đón nhận được sự nâng đỡ, đón nhận được ân sủng của Thiên Chúa, được thông chuyển cho mỗi người chúng ta qua đôi bàn tay nhân ái của mẹ. Trang tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy mẹ Maria nói với những người gia nhân. Đó cũng là lời mẹ mời gọi mỗi người chúng ta. Người bảo gì, các con cứ làm theo. Nghĩa là tin vào Đức Giêsu, tin vào mẹ Maria, thì chúng ta hãy biết lắng nghe lời Chúa. Chúa có thể nói với mỗi người chúng ta bất cứ lúc nào. Chúa có thể nói với mỗi người chúng ta trong mọi cảnh huống, trong cuộc sống, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và không chỉ lắng nghe để đó, nhưng cứ làm theo, cho dẫu cái điều đó chúng ta không thể hiểu hết được, cho dẫu cái điều đấy nó nằm ngoài cái sự tưởng tượng của mỗi người chúng ta. Người bảo gì cứ làm theo, và làm đúng như lời Chúa dạy, như lời Chúa truyền. Nhiều khi có thể chúng ta cũng lắng nghe tiếng Chúa, thế nhưng chúng ta vẫn còn ngại ngùng, không dám hành động, bởi vì chúng ta còn sợ, hoặc là chúng ta còn ngại ngùng, hoặc là chúng ta còn tính toán một điều gì đó. Nên chúng ta nghe lời Chúa mà chúng ta để đó,
Hoặc là chúng ta nghe một đàn nhưng mà chúng ta lại làm một nẻo. Và chính vì thế mà chúng ta không cảm thấy và không nhận ra được cái quyền năng tỏ tường của Thiên Chúa muốn thực hiện qua cuộc sống của mỗi người chúng ta. Khi mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy góp một chút công sức của mình, hãy góp một chút lòng tin của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời nhắn nhủ của mẹ Maria, người bảo gì? Các con cứ làm theo. Cái điều đó nó xuất phát từ chính cái kinh nghiệm đức tin của mẹ. Chúng ta nhớ lại, khi mà mẹ đón nhận lời của sứ thần truyền tin cho mẹ, lúc bấy giờ mẹ cũng đâu có thể hiểu hết được thánh ý của Thiên Chúa, kế hoạch cũng như là cách mà Thiên Chúa thực hiện. Ấy vậy mà mẹ vẫn thân thưa cùng với Thiên Chúa: này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chính bản thân của mẹ Maria khi mà đối diện với thử thách, đối diện với khó khăn ngoài sức tưởng tượng, nhưng mẹ vẫn tin. Để rồi mẹ sẵn sàng cộng tác vào kế hoạch của Thiên Chúa, cộng tác vào cái lời mời gọi của Thiên Chúa. Bởi vì mẹ tin rằng Thiên Chúa là đấng quyền năng, Thiên Chúa là đấng giàu tình thương, và ơn cứu độ của Thiên Chúa được trao ban không chỉ cho mẹ mà còn cho cả nhân loại, cho mỗi người tín hữu chúng ta ngày hôm nay. Chính vì thế mẹ đã sẵn sàng cộng tác với lời mời gọi của Thiên Chúa không chỉ cho bản thân của mình, nhưng để đem lại hoa trái là ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Kinh nghiệm đức tin của mẹ. Và khi đọc lại tin mừng, chúng ta thấy trong những năm sống ẩn dật ở Nazareth, mẹ chiêm ngắm hài nhi Giê-xu lớn lên từng ngày. Và mẹ cũng lắng nghe những lời mà Chúa Giê-xu nói, cũng như những lời mà Chúa Giê-xu rao giảng. Tất cả những lời ấy mẹ ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Mẹ lắng nghe lời Chúa Giê-xu và từng bước mẹ nhận ra thánh ý của Thiên Chúa, nhiệm màu được bày tỏ nơi cái người con yêu dấu của mẹ. Và mẹ tin rằng cái người con của mẹ đấy chính là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Cho dẫu quyền năng của Thiên Chúa được bày tỏ một cách rất ư là bình dị, rất ư là đời thường, trong một cái gia đình bình dân ở một cái làng quê Nazareth. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mẹ Maria đã sống điều đó, mẹ đã làm được điều đó, bởi vì mẹ tin rằng không có điều gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Và chúng ta nhớ lại, chính Chúa Giê-xu cũng đã căn dặn các môn đệ trước khi Ngài bước vào cái cuộc khổ nạn. Khi mà các môn đệ cũng phải đối diện với cái khó khăn, bối rối, sợ hãi, thì chính Chúa Giê-xu nói với các tông đồ: các con hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Chúa mời gọi các môn đệ hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào chính bản thân của Ngài. Tin vào cái con đường, tin vào cái phương thế mà Thiên Chúa đã thực hiện để cứu độ con người qua cái công trình của Đức Giê-xu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tác giả Thánh Vịnh 125 nói đến với mỗi người chúng ta rằng: ôi việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Chúng ta chỉ cảm thấy được vui mừng, hân hoan mỗi khi chúng ta cầu nguyện, mỗi khi chúng ta đến với Chúa, mỗi khi chúng ta nhận ra tình thương của Thiên Chúa được bày tỏ cho mỗi người chúng ta một cách vĩ đại, nhưng lại được thể hiện một cách bình thường
trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người tín hữu chúng ta. Chính vì thế, mẹ Maria cũng như lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy xác tín, tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa, vào quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta đang sống ở trong một cái bối cảnh mà chúng ta thấy cái cơn sóng thần Covid nó đã cướp đi nhiều mạng sống của con người ở nhiều nơi trên thế giới. Cơn sóng thần Covid nó đã cướp đi công ăn việc làm, nó đã làm cho nhiều doanh nghiệp phải phá sản, nó cướp đi của cải vật chất, và cái điều đáng sợ nhất đó là nó cướp đi cái lòng tin của con người chúng ta. Cái lòng tin của con người chúng ta đối với nhau, cũng như là cái lòng tin của mỗi người chúng ta đối với Thiên Chúa. Đó là cái điều mà đáng sợ nhất. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có lẽ dịch bệnh Covid ít nhiều mỗi người chúng ta có thể cảm nhận được cái khó khăn, cái thách đố, cái sợ hãi. Bởi vì nó chạm đến cái cuộc sống, nó chạm đến cái tính mạng của mỗi người chúng ta, của cộng đồng, xã hội. Thế nhưng không chỉ có sóng thần Covid, kính thưa quý bà, anh chị em, có lẽ mỗi người chúng ta đến với mẹ ngày hôm nay, ít nhiều mỗi người chúng ta cũng chất chứa trong tâm tư của mỗi người chúng ta nhiều điều trăn trở. Có khi là những khó khăn mà mỗi người chúng ta đang đối diện ngay trong chính gia đình của mỗi người chúng ta, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, hay trong cộng đoàn mà nơi chúng ta đang hiện diện. Chúng ta ước mong điều tốt đẹp sẽ xảy đến cho mỗi người chúng ta. Thế nhưng cũng có nhiều người cảm thấy buồn và thất vọng, và nhiều khi muốn buông xuôi bởi vì quá mệt mỏi. Nhiều người cảm thấy mất định hướng. Thôi, tới đâu thì tới, tới đâu hay tới đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ước mong khi mỗi người chúng ta đến với mẹ và qua lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta cảm thấy được an ủi, được nâng đỡ, bởi vì chúng ta còn có Thiên Chúa là cha của chúng ta. Chúng ta còn có Đức Giê-xu, chúng ta còn có mẹ Maria, là những người luôn luôn quan tâm và sẵn sàng chia sẻ với mỗi người chúng ta tất cả những lo toan, tất cả những khó khăn, trắc trở mà mỗi người chúng ta phải đối diện. Ước mong mỗi người chúng ta đến với mẹ với tất cả lòng hiếu thảo, với tất cả lòng tin của mỗi người chúng ta và sự chuyển cầu của mẹ, để rồi với lòng tin và lòng hiếu thảo đó, chúng ta được đến gần Thiên Chúa. Và từ đó chúng ta cảm nhận và nhận thấy tỏ tường quyền năng của Thiên Chúa, tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Chắc chắn mẹ cũng sẽ chuyển cầu cho mỗi người chúng ta, giống như mẹ đã chuyển cầu cho đôi tân hôn ở trong tiệc cưới Cana. Mẹ cũng chờ đợi mỗi người chúng ta, Chúa Giê-xu cũng chờ đợi mỗi người chúng ta hãy thực thi tất cả những gì Chúa truyền dạy, để phép lạ xảy ra, để quyền năng và tình thương của Thiên Chúa được bày tỏ cho mỗi người chúng ta. Trong vòng tay của Thiên Chúa, trong vòng tay của mẹ, mỗi người chúng ta tiếp tục có thể hy vọng, để rồi nỗ lực chiến đấu, để rồi phấn đấu hoàn thiện bản thân, để rồi chúng ta sống trong bình an, sống trong tình thương của Thiên Chúa. Amen.